Chia tay tiếc nối phút giây này, và tôi sẽ nhớ mãi kỷ niệm chôn đây bao buồn vui của thời học sinh lớp học ấy. Những người bạn giờ đây vẫn bên nhau dẫu khó khăn, để đi xa vẫn nhớ ngôi trường cao ba quan thân thiện đã đưa tôi đến thành công. Bao bản thân sẽ còn bên nhau, tiếng cô thầy tôi sẽ không quên. Công ngôi trường của tôi cao quát quốc oai, khi tôi học là 25 năm thành lập qua thời trung học. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ nhận lớp mà giờ tôi đã học xong ngôi trường ấy. Những người bạn thân, những người thầy cô, những người tận tình vẫn luôn luôn dìu dắt biết bao thế hệ học sinh. Ôi người thầy heo hắt, thầy cô chỉ muốn dành cho chúng tôi những điều đáng quý nhất. Và giờ đã đến lúc chia tay, tôi muốn níu giữ nơi này. Nó đã nuôi tôi trong suy nghĩ để tôi có được như ngày hôm nay. Là ai, vì ai đã cho tôi mãi những kỷ niệm ấy? Hòn non bộ tượng đài sân trường ấy, từ viện trường bảng tin tôi còn thấy nhà đa năng nơi căng tin trường cùng hàng cây. Với những ký ức đẹp của tôi về ngôi trường, nếu có những câu hát, nếu có những bài ca về mái trường thì tôi xin gửi tặng những người thầy, những người cô, những người đã dìu dắt đến, những người dạy dỗ chúng tôi như người cha, người mẹ. Tôi đâu có biết những lời quát mắng chỉ là muốn tốt, tôi đâu có biết những lần bất phạt, tôi chỉ là không muốn tôi dù để khi rời xa mới nhận ra điều đó. Những người không quản nắng mưa nên hãy nhớ, dù có đi xa thì chúng ta vẫn phải nhớ những người ấy. Thời gian trôi sẽ không quên kỷ niệm ấy cùng nơi đây và hát lên bài ca. Ngày mai giăng đôi cánh bay chào tương lai, công này xin nhớ thầy cô, nhớ trường ấy, nhớ về kỷ niệm xưa sẽ còn trong tim tôi mãi mãi.